cửa hàng ẩm thực Lý Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng ẩm thực Lý Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay cô chủ shop sẽ test cho quý vị và các bạn nghe một bộ sản phẩm nghe nhạc gồm 3 thiết bị. Thiết bị thứ nhất là một chiếc đầu băng cối Akai 747 trơn có gam màu đen. Sản phẩm thứ hai là một chiếc Omni Sansui 5000X. Sản phẩm thứ ba là một cặp loa Sansui SP6000 như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy. Sau đây cô chủ shop sẽ thông báo và test cho quý khách hàng nghe một bản test của ngày hôm nay. Quý vị và các bạn cùng nghe và thưởng thức nhé. Vâng, cặp loa này thì cô chủ shop bán với giá là 13 triệu. Bác nào mà ở gần thì cửa hàng sẽ bán giá là 12 triệu đồng. Cặp loa này thì vẫn còn đầy đủ cả căng và zin đẹp. Vâng, đây cặp loa Sansui SP6000. Cặp loa rất là đẹp nhé. Vâng, đây thùng vách đây. Phía sau đây. Vâng, đây cặp loa Sansui SP6000. Trở kháng 8 ohm rất dễ ghép nhé. Vâng, một chiếc đầu băng cối Akai 747 có gam màu đen. Và chiếc này thì còn nguyên thùng xốp, mới cứng cựa luôn. Vâng, chiếc thùng xốp của sản phẩm thì đang ở phía trên kia. Và một chiếc Omni Sansui 5000X đang có mặt tại cửa hàng. Cửa hàng sẽ test cho quý vị và các bạn cùng nghe và thưởng thức ạ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe nhé. Là tình đẹp hai chúng ta. Một chiếc đầu băng cối này thì đẹp như mới tinh luôn. Thank you.
là mới luôn, có nguyên thùng xốp và có cặp xương đi kèm như thế này. Vậy những vị khách hàng yêu thích đến những chiếc đầu băng cối cao cấp như 77 trơn có nguyên thùng, hàng đẹp xuất sắc như thế này thì liên hệ với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 và 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Còn cửa hàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video tiếp theo ạ. Mùa đông đã chết.